xin chào mọi người. Tôi tên là Jack Ma. Tôi là Jack Ma, founder HQ Tiêu, Jack Ma Alibaba Group. Không, tên dài quá phải không? Thôi giờ nó ngắn gọn thôi ha. Tôi là Jack Ma và Jack Ma cũng là tôi. Hai đứa tụi tôi là một, mà một đứa bẻ đôi cũng là tôi. Tôi là Jack Ma, Jack Ma là tôi ha. Ok, chặt chém giới thiệu dài dòng nãy giờ rồi. Tôi tên là Jack Ma. Hôm nay tôi đứng ở trên đây để kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà tôi đã từng trải qua khi tôi đến với Việt Nam, một đất nước vô cùng xinh đẹp. Con trai cũng đẹp mà con gái cũng đẹp, ôi đâu đâu cũng đẹp. Tôi đứng ở đó cũng giống như bây giờ tôi đứng ở đây, trước hàng ngàn ánh nhìn, trước hàng ngàn đôi tay. Tất nhiên là bạn nghe tôi, nhưng tôi nói tiếng Anh, bạn hiểu hay không thì tùy. Cũng may là tôi nói tiếng Anh, chung lẽ bây giờ tôi sổ tiếng Trung là mọi người còn quýu hơn nữa. Thôi bây giờ tôi nói tiếng Anh ha. I am Jack Ma. Jack Ma nghe các bạn chứ không phải là Jackie Chan. Jackie Chan là Thành Long rồi, còn tôi là Jack Ma, khác Jackie Chan. Jackie Chan là Thành Long, tôi là Jack Ma, tôi và ông đó là khác. Mặc dù chúng tôi là bạn, nhưng Jackie Chan là Jackie Chan, tôi là Jack Ma. Nói một lần nữa nghe, tôi là Jack Ma. Tôi đến với Việt Nam là mang cái lòng nhiệt huyết của tôi để trao gửi cho thế hệ trẻ những nhân tài của Việt Nam. Các bạn biết không, người Việt Nam thật sự rất giỏi. Họ cũng chịu lắng nghe, họ cũng chịu tiếp thu. Họ tiếp thu những câu nói bất hủ của tôi truyền đến cho họ. Nhưng mà các bạn biết không, đó là cuộc đời của tôi, là cuốn tiểu thuyết của riêng tôi. Tôi đến đó cũng giống như là tôi đang kể về tiểu thuyết của cuộc đời mình vậy. Nhưng tôi thấy mọi người thích lắm. Cái thích của họ là bởi vì họ thấy tôi thành công. Tôi đạt được hầu hết những gì mà giới trẻ bây giờ họ đang khát khao thèm muốn, đó chính là sự giàu có. Thậm chí lúc tôi đang nói chuyện thì có một cậu trai trẻ muốn bay tới ôm tôi, cuồng nhiệt tôi đến nỗi và nói là We are Jack Ma. We are Jack Ma. We are Jack Ma. I love Jack Ma. Tôi không biết hành động đó có làm cho cậu ấy giàu có lên được hay không, hành động đó có làm cho cậu ấy thông minh lên được nữa hay không, có giỏi hơn nữa được hay không. Đối với tôi, trước mắt đó chính là sự thất bại hoàn toàn. Bởi vì ngay cả cảm xúc của mình cậu trẻ đó còn không kiềm nén nổi, thì làm sao có thể chịu đựng được áp lực, sức mạnh của đồng tiền khi chúng ta đang cố tìm nó. Cần phải gạt bỏ qua những hành động không đẹp đó, gạt bỏ qua hết đi. Tốt nhất là nên lắng nghe. Thà các bạn lắng nghe, các bạn có thể có cơ hội kiếm ra được đồng tiền. Còn hơn là một hành động thiếu suy nghĩ, thì chẳng những chúng ta không kiếm ra được tiền mà chúng ta còn ói ra tiền nữa. Mỗi người có một cuộc đời để mà sống, ít ai giống ai lắm các bạn à. Nhiều bạn trẻ tôi thấy comment như vậy nè: khi bạn thành công, bạn giàu có, thì những lời nói của bạn thì nó hoàn toàn là chân lý. Nhưng các bạn ơi, đó là chân lý của riêng tôi chứ không phải là mọi người. Ai cũng có một cơ hội, ai cũng có một hay nhiều lần may mắn đến với mình. Nhưng mà việc kết hợp với tư duy và sự may mắn đó để tạo ra thành công thì không phải ai cũng làm được hết. Tôi thấy nhiều bạn trẻ bây giờ sống thật dụng dữ lắm. Các bạn có những tư duy, có những sáng tạo đó, nhưng mà khổ một cái, các bạn lại lười biếng hành động, hoặc thậm chí là giao phó cho người khác quyết định hành động của mình, quyết định cho tư duy của mình, quyết định cho những sáng tạo riêng của mình, nhưng mà các bạn không dám hành động, các bạn đã để cho người khác chen lấn vào. Và cuối cùng kết quả là gì? Bị giật mất chứ còn cái gì nữa. Lúc đó lại la lối sợ bên chỉ trỏ trách móc nhau. Nói là cái này à, từ đầu là do tao suy nghĩ ra, nhưng tao không dám hành động. Rồi cuối cùng tao bàn bạc với mày, xong rồi mày hành động, đâm ra mày thành công rồi tao thất bại. Các bạn đúng là có quyền tham khảo ý kiến của những người mà các bạn thật sự tin tưởng, nhưng mà quyết định hay không là ở tùy vào cá nhân của các bạn. Phải có lập trường, phải vững tin, phải vững chãi lên thì mới thành công được. Có ba hình mẫu xuất hiện trong cái cuộc sống này: một là thằng khùng, hai là thằng khờ, còn ba là thằng hùa. Không biết là các bạn có hiểu ý của tôi hay không. Thằng khờ là một thằng mà nó thường làm những cái gì mà nó rập khuôn người ta biểu sao nó làm vậy. Còn thằng hùa là mấy cái thằng nó sống dơ, nó thấy người ta ồ lên cái là nó ồ theo, nó thấy người ta cười cái nó cười theo, còn nó thấy người ta khóc cái nó cũng khóc theo. Vài trường hợp xe tải bị lật, bị đổ hàng này nọ, thấy người ta hùa tới lụm cũng lụm luôn. Thiệt là tôi muốn bó tay các bạn. Nhưng mà cái thằng khùng thì nó ngược lại nghe, nó là một cái thằng có thể là sẽ thành công và giàu có một cách thực sự. Bởi vì nó đặc biệt. Mà cái đặc biệt này nó có hai dạng: một là theo kiểu phá hoại, còn hai là theo kiểu quyết đoán. Nghe đó, nhìn đó, rồi để đó và từ từ hành động. Hành động một cách âm thầm, nhưng không phải gọi là lén lút đâu nha. Và theo thời gian lâu dài, nó sẽ là một sự bứt phá. Wow, hồi sáng này tôi tới đây tôi quên uống nước, tôi quên uống cà phê, cho nên là bây giờ tôi nói hơi bị rắc cổ họng quá, tôi cứ ho từ nãy giờ hoài. Thôi bây giờ các bạn đợi tôi một chút đi, tôi vô trong tôi làm một tách cà phê của Thu Ba cho tinh thần tôi sảng khoái lên cái, rồi tôi ra đây tôi nói chuyện tiếp với các bạn được hay không? Bởi vì tôi đặc biệt thích uống cà phê của Thu Ba. Các bạn biết cà phê Thu Ba không? Nó nằm ở số 27 đường Tô Vĩnh Diện, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đó là một quán cà phê, một không gian để dành cho tôi lắng động để suy nghĩ. Ok, bây giờ các bạn chịu khó đợi tôi đây khoảng 2 tiếng. Trong thời gian 2 tiếng này các bạn có thể trải chiếu ra để nằm ngủ một giấc cho nó đã. Rồi 2 tiếng sau tôi sẽ quay lại tôi nói tiếp. Bởi vì tôi là người thành công, các bạn phải nghe tôi. Phải chi tôi thất bại, các bạn có quyền chửi tôi cũng được nữa. Nhưng mà bây giờ tôi nói tôi khát nước, tôi thèm cà phê. Mà đặc biệt là phải cà phê của quán cà phê Thu Ba, một không gian thật là thoải mái và mát mẻ. Tôi uống xong ly cà phê tôi sẽ quay lại đây để diễn thuyết tiếp. Mà các bạn phải nhớ lời tôi nói nha, mệt quá thì cứ trải chiếu ra nằm đợi tôi một chút, 2 tiếng thôi. Ok bye, chờ đây nghe tiếp phần 2 ha. Tôi đi đây. Phong ni lại đau ở sân biển.
hãy đến với quán cà phê Thu Ba, số 27 đường Tô Vĩnh Diện, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.